Chú chó Golden có tên Dao Du được mệnh danh là chú chó thông minh và ngoan ngoãn nhất trên mạng xã hội Trung Quốc. Dao Du sống với bà của chủ nhân và trở thành một phần của gia đình. Dao Du rất yêu bà của mình và luôn ở bên bà trong mọi hoàn cảnh. Tuy nhiên, gần đây Dao Du bị ốm, mặc dù chủ nhân đã cố gắng cứu chữa nhưng không may Dao Du đã qua đời. Bà và chủ nhân của Dao Du rất đau lòng. Dù Dao Du đã qua đời nhưng những ký ức về chú chó thông minh và ngoan ngoãn này sẽ mãi được ghi nhớ trong lòng người bà, người chủ và cộng đồng mạng. Dao Du đã để lại dấu ấn sâu sắc trong cuộc đời của những người yêu động vật và sẽ luôn được nhớ đến với tình yêu và sự kính trọng. Chính chung xiang shu zhong xin jie.